Chào mừng các bạn đã đến tới kênh vlog Tí Đen của mình. Nay mình sẽ làm một cái clip này, nó mang được nhiều ý nghĩa. Mình sẽ cái bộ trống này đem tới mình nhiều kỷ niệm lắm. Nay mình sẽ đem ra là làm vệ sinh và để kiểm tra lại coi tình trạng của bộ trống này như thế nào. Cái này bộ trống này chắc là cũng khoảng 20 năm kỷ niệm đối với mình. What? Đầu tiên của ba mình mua cho anh em mình, tập cho anh em mình. Và sau này thì từ những cái đầu tiên của ba mình, nó đem lại cho mình một cái nghề. Và hiện bây giờ thì mình vẫn theo, nhưng mà không phải là công việc chính, nó là chỉ là phụ. Thì bây giờ các bạn hãy theo mình để mình làm bộ trống, mình ráp nó lại, coi nó còn xài được như thế nào hay không. Rồi các bạn chờ. Few moments later. Giờ mình sẽ vệ sinh trước. Sơ sơ. Để lâu quá trong kho giờ nó bụi. Mình đã xấu. Vệ sinh sơ lâu sơ nha. Đây là cái xinè. Đây là cái xinè. Trời ơi, nhìn nó kìa. Màu mà đi xuống đây, nhìn nó te tua hết rồi. Đó, giờ mình sẽ xe xe. Đó, đây là cái xinè một cái. Đây là một cái tâm. Tâm này nó sẽ, trong chuyên môn nó kêu là tâm số 2. Đó. Lâu quá giờ phải dán băng keo luôn rồi. Chắc cái bộ này là mình để làm kỷ niệm luôn. Bây giờ sử dụng thì cũng chắc cũng khó, nên là để làm kỷ niệm luôn. Đây là tâm. Đây là tâm số 1. Cái bộ này nó lâu quá là do thời xưa lúc kinh tế còn khó khăn của nước nhà, mình chưa có hội nhập, nên lúc đó việc mà mua những cái nhạc cụ này rất là khó khăn. Lúc đó mà có được cái bộ này là hạnh phúc lắm rồi, chứ không phải bây giờ là cứ có tiền là ship nước ngoài về, muốn bao nhiêu cũng có, đẹp như thế nào cũng có. Còn ngày xưa như này là hạnh phúc lắm. Đây là bộ trống Việt Nam, không biết nó là hiệu gì luôn. Rồi đây là cái tâm bát, hoặc kêu là cái kích. Có người kêu là cái trống cái. Vỗ tay, vỗ tay. Để lâu quá giờ, để lâu chùi đã đi. Kiểm tra lại sao. Đây là cái chuông. Đó. Cái chuông này để dành đánh những đồ Nam Mỹ như cha cha, samba hoặc cái gì rumba gì đó. Nếu mà ai từng học trống hoặc theo cái này thì chắc biết hết. Bộ trống mình chắc là duy nhất, đặc biệt là duy nhất nha. Việt Nam có 102 luôn. Đèo tiền. Còn đây là cái symbol. Chân đẹp ghê không? Giờ có mấy cái chân của ta đi nóc nó sáng chói luôn. Cái chân của mình trời ơi là trời, nó đen vô luôn luôn. Giờ mấy cái này mà muốn tăng đưa phải kiếm cái tiệm tăng chứ sao tăng. Giờ symbol của người ta đó là bằng đồng nó sáng. Còn của mình bây giờ nó đen vô luôn nè, không biết nó là cái gì trong đây nữa. Giờ người ta xài dinh dăng B8 hoặc là những cái hiệu ca âm thanh rất là hay. Không biết cái symbol mình nó cái hiệu gì đi chợ. Đó, nó cầm luôn. Đó, thấy chưa? Tới cái này là cái hi-hat hoặc là gọi là cái xà lách tông. Thành quá giọng còn kêu.
tế kỷ ha, nó mẹ tùm lum. Nói vậy chứ nếu bạn nào mà có năng khiếu á, mình nên học thêm một loại nhạc cụ. Nó vừa đem tới cho mình những cảm xúc đặc biệt, đặc biệt là âm nhạc. Có những lúc mình buồn hoặc gì đó, mình sẽ dùng âm nhạc để mình xả chép. Mỗi người thì là mỗi sở thích, không riêng gì trống, guitar, piano hoặc kèn hoặc các nhạc cụ khác. Mình đi học xong mình định mình xả chép, nếu mà ai mà giỏi thì có thể đi kiếm tiền thêm. Đó. Rồi mà bạn nào giờ còn trẻ trẻ đó, mình học cái xong cái vụ này dễ đi cô gái lắm nha. Mấy em mới là chết luôn. Này lên mà lè lè mấy em là chết luôn á, là chết đổ luôn. Rồi, tới cái này cứ cất. Đó, cái đồ đẹp ghê chưa? Rồi cái má ơi. Không biết gắn làm sao luôn. Người ta giờ người ta xài đê đất 9.000. Còn cái này chắc này là đứt bóng luôn, 9.000 quá. Trời, nó rớt từng lông mình này. Quên nó già quá, phải nhẹ nhẹ thôi chứ không nó gãy vụn răng hết. Rồi, cái gì ở đây? Trời má, bộ trống thế kỷ ba này nó rớt từng lông. Ông nội đứng lên, ông nội ơi, dạ ông nội ngủ quá. Đây, chỉnh sửa lại. Chắc nó giờ cũng như thế luôn. Có tâm luôn á. Ai em cho bỏ đây chứ. Đây là những cái bộ phận cơ bản để cấu thành một bộ trống. Mấy bạn mà thấy ở trên clip hoặc là trên TV á, bộ trống thì nó đẹp hơn và nó nhiều hơn. Thì cái đó là người ta để tạo ra thêm nhiều âm sắc. Chứ cấu thành của nó thì nó chỉ có nhiêu đây thôi. Cái này là cái chân scapula hoặc snare. Để mình lát mình bỏ cái này lên đây. Cái snare này nè, hoặc scapula nè, mấy bạn mà thấy nhiều á là trong mấy cái đám ma nó xài nhiều lắm á. Nó gõ bang 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 bang. Nhà nào mà gặp kế nhà mà có tan da bối rối chắc nhất cái đầu luôn. Rồi xong. Rồi. Tới cái này, đây cũng là thánh thần không? Đây là tài liệu học trống. Mình có 3 cuốn, học xong giờ chắc quên hết rồi. Giờ muốn nữa chắc phải đốt cuốn mới được. Đó, 3 cuốn. Cái này cứ ngày chui vô âm hồn cốc gì đó, một ngày 8 tiếng chui vô phòng đóng cửa lại nghiền ngẫm. Hết 3 cuốn này là đi kiếm tiền được. Vỗ tay, vỗ tay. Thấy cây dùi thần thánh chưa? Trời ơi là trời. Đây là cái cuốn chép nhạc. Để đó, mình chép nhạc. Đó. Bỏ lâu quá nè, dùi nè, trời ơi nó giống như một cái đũa bếp vậy. What? Cây gãy cây còn, thôi lát nữa mình còn cây nào xài cái đó nha. Ê, hên ta. Còn một cây dùi nguyên. Cây này là kỷ niệm của cầu năm
hồi ở bên Mỹ về tặng cho mình. Mình thấy kỷ niệm nên mình cũng không dám xài. Đây ổn lắm nè, đẹp không? Đó, đây là hàng từ Mỹ đem về. Nó rất là đẹp. Để kiếm được cái cây, cái bộ dù trống như này là rất là hiếm ở Việt Nam nha. Wow. Thấy chưa? Rất là đẹp, hiệu gồ mắt. Gồ mắt thì anh em nào mà chơi trống chắc biết cái hiệu này nhiều ha, rất là tốt. Đó. Rồi ok, còn cái gì nữa đây? Chắc lát nữa mình lấy cái bộ này mình thử luôn đi ha. Rồi chắc đây là toàn là phế liệu da chai không à. Rồi cắt bớt, bây giờ mình sẽ ráp bộ trống lên để mình test. Coi. Số 1. Bộ trống có thấy cảnh nhìn nó khác ha. Nhìn lên là chất lượng luôn. Giờ có tiền đâu có mua được cái mấy cái bộ này, sao mà mua được. Này là mình để thời gian mình làm đồ cổ. Nếu mà nước mình có một cái viện bảo tàng thì mình cũng xin hiến luôn. Đó, đây là cái nghe đó, cái chân. Cái sân bộ sẽ qua đây. Đó, giờ mình sẽ kiếm mấy cái đôi đũa đây. Hôm nay là mình phá lệ là lấy cái đôi của ông cậu ông cho. Để test một bộ trống thế kỷ thì phải dùng cái đôi này mới vừa. Bây giờ thì mình sẽ căn chỉnh lại bộ trống cho nó vừa với cái tầm của mình đó. Sợi dây nè, bột vô cái ghế này nè, không mà đặt hồi là nó chạy hết. Rồi thử nha. Nói chung là vẫn còn cao tốt. Few moments later. Rồi bây giờ mình sẽ đánh thử một cái đoạn nho nhỏ để kiểm tra ra tất cả này là nó âm thanh và nó hoạt động như nào, kể cả mình có hoạt động như nào, lâu quá không được đánh trống.
có tiền chắc bộ này đưa dưỡng dưỡng lão ha, mình kiếm một bộ khác nha, nó tương đối một chút để tập. Với tập cái này là phải có phòng riêng, tập là phải đóng cửa chứ không hàng xóm người ta phiền hàng xóm lắm. Để thử lại. Clip của mình, nếu các bạn thích thì các bạn đăng ký và like cho mình một cái nha.